Shop Viettel Neo xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh video YouTube của Shop Viettel Neo. Ở góc phải video này có một nút đăng ký màu đỏ, xin mời quý vị và các bạn ấn vào nút đăng ký màu đỏ, sau đó ấn vào chuông là quý vị và các bạn đã đồng hành cũng như ủng hộ shop bằng cách đăng ký kênh và sẽ nhận được những video, những clip mới nhất shop hân hạnh gửi tới quý vị và các bạn. Và video ngày hôm nay, ngày 28 tháng 4 năm 2021, shop vừa cập bến được hai sản phẩm đầu CD đến từ thương hiệu Sony Nhật Bản, hai chiếc đầu được ưa chuộng gần như là đầu bảng của Sony và được sản xuất cũng như được anh em audio file giao lưu cũng như săn tìm rất nhiều, là chiếc đầu CD Sony CDP-557ESD và chiếc đầu CD Sony 555ESG. Cả hai sản phẩm này đều có khiển zin theo máy và có mức giá trên 10 triệu đồng. Cụ thể chiếc đầu Sony 55ESG có mức giá là 12 triệu đồng và chiếc đầu CD 557ESD có mức giá là 11,5 triệu đồng. Hai chiếc đầu này cực kỳ gấu và cực kỳ hoàn hảo, đẹp xuất sắc, mặt không tì vết và hiện tại đang được shop tuyển lựa rất là kỹ. Sau đây mời anh em cùng quan sát chi tiết hình thức của hai chiếc đầu CD này. Đầu tiên về bề mặt phía trước, mời anh em cùng quan sát. Phía trên là chiếc đầu CD CDP-557. Đây là chiếc đầu CD chạy giải mã mà anh em rất là ưa chuộng và có kích thước size lớn phù hợp với rất nhiều dòng âm ly như là Marjan có hồi gỗ, rồi Pioneer, Sansui, Acouphase thì nó đều rất là phù hợp. Em nó mắt đọc cực kỳ tốt, cực kỳ hoàn hảo. Và em này thì trọng lượng vô cùng nặng, nặng hơn 10kg. Và kết hợp với đó là hai cái hồi gỗ piano cực kỳ mới, cực kỳ sang trọng. Và phía dưới là chiếc đầu CD rất là quen thuộc Sony CDP-555ESG. Thì đây là một trong những model bán chạy nhất của dòng Sony, có thiết kế là hai hồi gỗ piano cực kỳ sáng và bóng, cùng với mặt phay nhôm bằng tranh ở phía trước, khay đĩa ở giữa, cho anh em chất lượng âm thanh cực kỳ sáng, chi tiết và giải trên cực kỳ tốt, phù hợp với những bộ dàn audio mà quý vị và các bạn muốn bổ sung thêm giải chép và những bộ âm thanh mà quý vị và các bạn yêu cầu giải chung cũng như trầm tốt hơn thì anh em có thể lựa chọn Sony CDP-557 là một sự lựa chọn vô cùng hợp lý. Và hai chiếc đầu này thì đều đẹp, hoàn hảo, được xếp tuyển lựa rất là kỹ. Và đây anh em cùng quan sát là hai hồi gỗ piano rất là đẹp luôn. Đó, chưa hề chảy trước hay là bị va vấp rồi vỡ cạnh còn nguyên bản. Và đây là phía sau của hai chiếc đầu này. Thì mời anh em cùng quan sát thông số phía trên. Thì cả hai chiếc đầu đều có hai đường ra, đường layout RCA thì có đường fixer là cái đường anh em có thể mặc định tín hiệu, và đường variable này anh em có thể điều chỉnh tín hiệu âm thanh theo cái tiêu chuẩn là trên volume ở trên khiển. Đó là một cái sự lựa chọn vô cùng hợp lý. Và chiếc đầu CD Sony CDP-557 được sản xuất bởi công ty Nhật Bản và sử dụng nguồn điện 100V, công suất tiêu thụ là 18W và được sản xuất tại Nhật Bản anh em nhé. Chiếc đầu phía dưới thì Sony CDP-555ESG sử dụng nguồn điện 100V, công suất tiêu thụ là 20W và cũng được sản xuất tại Nhật Bản. Cả hai sản phẩm đều rất là đẹp và dây nguồn zin theo máy. Đó. Và rắc cắm cũng đang còn sạch sẽ, đẹp. Đó, và mọi nhu cầu mua sắm, tư vấn phối ghép miễn phí cũng như giao lưu các sản phẩm audio, xin mời quý vị và các bạn liên hệ với một trong hai số điện thoại của em ở trên tấm biển, hoặc có thể trực tiếp qua shop trải nghiệm và em sẽ có những mức giá tốt nhất, ưu đãi nhất gửi tới quý vị và các bạn. Và đừng quên like, share video cũng như subscribe kênh. Em xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.